mẹ già ngự chốn cung diêu chứng lòng con kẻ ngày nay tâm thành tây miễu ngọc xài thành ngũ hành điện lớn tâm thành dâng lên thi ân ban phước trần miền lũ kinh ghi dấu cho đời tu theo điển quyền linh mẹ cha phụ xuống cho người hiền ân tống trên kinh mỹ châu hữu phúc vợ chồng trên thuận dưới hòa đầu bạc rừng long gia đình dưới thảo thuận trên tiền tài phúc lộc mẹ bán con hiền chân kinh Phật mẫu lưu truyền khuyên đời tu niệm ghi liền vào đây Nam mô Diêu Trì Cung Mẫu Hoàng Phật Mẫu Chứng Minh Nhìn con trẻ vui cười ca hát Mẹ sợ con thất lạc biển đông Làm cho cha mẹ phập phòng sợ con lạc xuống hàng rồng mất thấy Nào sông bùa gió dòng từ phía Thấy con thơ mất vía mất hồn Mẹ già đứng giữa càng khôn quyết lòng mẹ đổ an toàn cho con nơi biển cả bao trùm bão tố mẹ sai thần báo hộ cho con Linh dạy thần thánh lo tròn để cho con trẻ an toàn mạng nguy. Nay Phật mẫu diêu trì phân rõ, mong con thơ biết ngõ mà đi. Nếu ai mà niệm diêu trì mẹ bao hộ cứu nguy tai nạn nay con sắm thiện thoảng thật lớn ra biển trần chấp chởn chớ dơ chưa sắp hiện chờ ngày nay có linh Phật trời tóm thâu cờ linh Phật lòng dương đóng chặt dẫu còn thơ có đậu thiền nan bảo dây bao lưới sắp hàng rồi con cũng phải thông dong tắt lòng nay tại chốn thủy long đóng cửa cá ngao ngô lọc lửa đàng hoàng lòng
dương đóng cửa thì càng cho nên tất cả dương gian khổ sầu. Cá ngu ngao tìm đâu cho có, tại con thơ chẳng rõ mà thôi. Chiều buông trôi thuyền rồng, đến lúc đó tháng giang đã muộn, bạc tiền ăn con mót hằng ngày đóng ra thì rộng hàng đầy, bắt người chẳng đặng mỗi ngày than đau. Mẹ thấy con chẳng an trong già, nên ngày nay ráng hạ xuống trần. Việc đời mẹ phải phân vân, dạy con biết rõ phú bần ra sao, để đừng có tranh cao tranh thấp. Đời ngày nay tu gấp cho rồi, ham chi trần thế nổi trôi, dành ngân cướp của ôi thôi nào phiền. Khắp thế giới đảo điên nhiên, ngựa mẹ của con lọc lửa đàng hoàng. Hiền lương giới đức hiện toàn, hung hăng tiêu sắc tàn quan tràn đầy. Khắp thế giới mỗi ngày than thở, đạn bom rơi chẳng hở một giờ. Rồi đây phải chịu tả tơi, nhà cao sụp đổ đất trời rung rinh. Mong con thơ đừng khinh trời đất, mẹ nói đây chân thật đàng hoàng. Mẹ là Phật mẫu hạ sang, những lời mẹ nói dương gian đón chờ. Nhiều con dại ngẩn ngơ không rõ, chẳng lẽ nào mẹ bỏ con thơ. Quyết tâm mẹ đứng mẹ chờ, đàn con tận thế hết đời ngày sau. Ráng đi con tu mau kẻo trề, ngày lẫn đêm kinh kệ tường tường. Hết lòng con gặp mẫu dương, rồi con tận thế mẹ thương hộ phù. Thấy con dại mê xuống trần dạch lối chỉ đường, đại từ về đến Tây Phương, đại giang trở xuống Diêm Vương khổ sầu. Nay mẹ mở màn lầu kết thúc, đất linh phơi chiêu bút rằm rằm. Ác gian nhân đức tu hầm, hai đường dạch rõ khá trường mà đi.
đường thiên cung đi đâu không có, miễn sao con đừng bỏ mà thôi. Hết lòng con nguyện trao dồi đời tan con trẻ ôi thôi trở về. Chốn cảnh thiên là quê con đó, tại sao con lại bỏ mà đi để cho Phật mẫu diêu trì ngày đêm mong đợi cũng chi buồn phiền. Tại sao con ham chữ tìm danh nên ngày nay mắt nở trần miên, vì con bạc nghĩa phú phàn quên đi người mẹ mẫu hoàng đời trong. Tình mẫu tử trôi sông trôi biển, tâm linh con quỷ biến ma hành. Tay làm các việc lợi danh gạt lường ba tánh cạnh tranh tiền tài. Mẹ thương con mỗi ngày trong đời, mẹ nhớ con không sợ nhọc nhằn. Dẫu cho cực khổ không bằng gì con, mẹ có nhào lăn chẳng màng. Nay mẹ sắm thiện rồng để sẵn, rước con thơ bước thẳng mà vào. Tưởng chừng như giấc chim bao trong đêm tâm tí sủ vàng thâu tỏ tường. Mạc khôi thấy mình dương đức diện, mẹ sẽ cho lựa chọn tiếng rành hiền lương nhân đức tu hành. Thanh tiên sắc đạo rạng danh sáng người. Đời sắp hết lập đời minh chúa, kẻ hung hăng chửi rủa mẹ cha. Rồi đây có kẻ sơn la diêm vương bỏ lưới khảo tra nhục hình. Nay chiêu chỉ tiên đình chăm bút, trong năm dần kết thúc thế gian. Ầm ầm ba tiên bất an, tối tăm trời đất tiêu tan chẳng còn. Người sống sót đạo tròn đức chúa, dối lặn rồi lọc lửa con thơ. Mũ bà bùa lưới khắp trời cứu con tu niệm thầm thơi an nhàn. Mẹ muốn con đứng gần hoàng mẫu, chấp bút phê mẹ lộ thiên cơ, để cho con ráng chậu trời lòng qua chấm dứt con thơ trở về. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu, dưỡng sanh bảo mạng chân kinh.
bắt về. Cửa địa phủ lâm dân tra khảo, xử những người bất thảo bất ngay, giáo gươm thiên quả trong giày những người hung đó vào ngay tra. Vô ngọc thất thanh minh cho rõ, ở trần gian mắng mỏ mẹ cha cướp nhau vật của trần hà, gạt lường lấy vợ người ta rầm rầm. Lẹ dưới tẻo ba tầng thể xác, đêm lửa hồng đốt nát thân người, ở đây địa ngục chật người, coi người còn có chê cười hay không. Lớp nào bị mỏ cài cắt lười, tại trần gian mi chửi mẹ cha, bây giờ cắt cổ lọc da để cho người biết sự tra tấn này. Cửa trừng phạt trần đầy đau khổ, cho chúng sanh giác ngộ cần tu, nếu ai lìa bỏi diêm phù ác gian sẽ bị ngục tù diêm dương. Nhìn thấy con lòng thương vô hạn, biết con thơ mắt nạn thì mẹ truyền phép thuật vô vi, cứu con qua khỏi dậy thì ngục gông. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ. Lời mẹ dạy con thơ nhớ rõ, con hết lòng kinh mỏ thế gian, để cho đẹp giả mẫu hoàng nay còn quyết chí giữ an đạo màu. Mẹ đã mở mạng rào đón rước, thế là con có phước lắm rồi, bây giờ không dám bỏ trôi, sửa tâm con ngồi trì kinh. Con có biết thiên đình nhung nhớ, con thề lòng không ở thế gian, tu tâm sửa tâm đàng hoàng, đợi chờ trước mẹ kinh hàng con đi. Mẹ dạy con quy y đúng lúc, nhìn thân con hẩm hút khổ sầu, con khờ chẳng dám câu mâu, nghe lời mẹ dạy để chờ gặp tiên. Cúi đầu lại cũ quyền thất tổ, nhờ ông bà phù hộ cho con, để con
tu niệm lo trọn ngày nào đắc đạo cũng son con về. Vì con dạy u mê ngủ tôi, mẹ dìu con mở lối đưa đường cuối đầu bái lại mẫu dương. Hộ phù con đến Tây Phương trở về. Con đã nhớ cảnh quê chốn cũ, lời xin kinh kệ khấn nguyện mong trên tam giáo độ yên con hiền. Nay con biết tu hành kinh sử, tránh những điều tranh sự lôi thôi, ngày nay con đã hiểu rồi. Mẹ về dắt trẻ phản hồi cung di. Mẹ là Đức Diêu Trì Phật Mẫu, Đại Phật Hiền soi thấu tâm con, hiểu trung hai chữ lo tròn. Bây giờ xin mẹ đưa con trở về, cúi đầu lại chuẩn đề tổ mẫu, khói hương nhang trình tấu Tây Phương. Từ lâu lạc lối lầm đường, ngày nay con nguyện tổ tiên chứng lòng. Cầu tổ mẫu khoan hồng tha thứ, con dạy khờ sanh sự lôi thôi, bây giờ con đã hiểu rồi. Mong trên tổ mẫu thiết thôi khoan hồng, con hết dạ hết lòng khẩn tế. Ngày hôm nay giang giái Phật trời, mẹ hiền đừng bỏ chơi vơi, chỉ còn đắc đạo thành thơi hang vàng. Cúi đầu lại Ngọc Hoàng Thượng Đế, con khổ sầu khóc kể trần gian. Ngày nay trở điện phụ hoàng, cho con trở lại tiếng than hồi này. Cúi đầu lại Phật Thầy Thượng Tổ, ban phước lành báo bổ cho con. Ngày nay con quyết lo tròn, mong trên Thượng Tổ hộ con quay về. Con đã nhớ cảnh quan chốn cũ, ngày hôm nay hội đủ an nhàn, cuối xin tiền thánh hộ tràng, cho con tỉnh ngộ lên thoảng vị tha. Con cầu nguyện mẹ cha cứu vớt, cho con thơ giảm bớt tội tình. Bây giờ giảng giải trì kinh, nên con mới dám nguyện xin khoan hồng. Nay con giữ hết lòng hết dạ, thấy
đời này mặc giả dò thơ. Mẹ ơi con dạy con khờ, mang này con quyết đợi chờ mẫu thân. Mẹ dạy con ở trần nhân đức, ở dưới đời lập tức hiền lương thánh tiên dân lĩnh mẫu dương. Cuối sinh thánh ni mẫu xót thương xét lòng, chuyện trong nhà Phật phòng lo lắng. Con ngày nay dạy nắng dầm mưa tu hành, sớm tối kệ kinh con khờ chẳng dám bỏ bừa. Mẹ ơi xưa con dạy ham chơi trần thế, lường gạt người không kẻ ác gian, chửi cha mắng mẹ phụ phàng. Bây giờ phải chịu nát tan cõi lòng, nay cuối lại cộng đồng tam giáo, nhờ ơn trên bảo hộ cho con hiền lương đức độ lo tròn chuộc phần tội lỗi của con xưa làm. Con chẳng dám ham tiền mê của, không bao giờ chửi rủa thế gian, để cho đẹp dạ mẫu hoàng. Ngày nay con lại mẹ hiền thứ tha, lòng của mẹ vô biên rộng lớn, toàn thân con chấp chởn chơi vơi. Cúi đầu lại mẹ tôn thờ, cứu con quá dại quá khờ. Mẹ ơi nay con lập đền thờ Kim Mẫu, là lòng con nguyện thấu lời nguyện, tâm con hiểu rõ lời khuyên. Ngày nay con nguyện mẹ hiền cứu con. Con đã bị roi đoạn tam thước, nên ngày nay cầu phước cầu hòa, cúi đầu xin mẹ thứ tha cho con trở lại phòng Hoa Liên Đài. Con nhớ mẹ mỗi ngày tháng thờ, nở lòng nào mẹ bỏ con thơ. Bây giờ tu nguyện con chờ, mẹ ơi đừng bỏ con thơ chốn trần. Con lại mẹ muôn ngàn trăm lại, tại vì con khờ dại mà thôi. Nỡ nào mẹ lại bỏ trôi, để con bị đốt dầu sôi lửa hồng. Ở trần thế Phật phòng lo lắng, mẹ đi rồi như rắn mất đầu. Bây giờ mẹ đứng ở đâu, để cho con lại con cầu mẹ đây. Nhớ đến mẹ từng giây từng phút, số mạng con hầm hút hay sao. Mẹ hiền đứt mắt tuôn trào, mẹ ơi mẹ đứng nơi nào cứu con.
sầu bay khắp thế gian. Cúi đầu con lại mẫu hoàng mẹ là người đại đức đại tràng đại bi. Mẹ là đức mẹ diêu trì, con nay quỳ khẩn tấu hương lòng thành, khẩn nguyện lên đức mẫu hoàng để mẹ chứng giám tiên ban con về. Con đã nhớ cầm quê chốn cầu, ngày hôm nay hỏi đủ em tiền. Chúng con trai gái trần miền chắc là mẹ đã có duyên con rồi. Mẹ đừng bỏ buồn trói con nữa, đợi chờ gì lọc lửa mẹ ơi. Ngày nay mẹ dạy con làm thì con chỉ muốn phản hồi cùng di. Ở trần thế không yên không vẫn sống trần miền lẫn thần sớm trưa. Một ngày hai bữa muối dưa, nỡ nào bỏ lại bữa thưa con hiền. Lòng khẩn giái tưởng thờ hoàng mẫu, bao nhiêu điều rình tấu mẹ cha tội tình, xin mẹ tứ tha mạng này nếu dứt lòng qua con về. Nay nguyện con thờ hoàng mẫu, xin mẹ hiền chuẩn tấu cùng cha cứu con ở chốn trần hạ. Ngày nay con bị quỷ ma hô phòng, bao nhiêu việc dập dồn đau khổ, nhìn mẹ hiền chuẩn tấu biết bao. Dải gian nước mắt tuôn trào, vô duyên vô phước con vào trần ai. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ. Con đã quyết lòng không dời đôi, nên ngày nay học hỏi đạo màu, để cho giờ cửa diêm phù tội di ngã quỷ đạo tu cứu hồn. Mẹ đứng đi giữa càng khôn chỉ bảo, dạy con hiền hiếu thảo điều ngay. Những điều cực khổ trong ngày, cũng không có dám một ngày thở than. Con khẩn nguyện cúng dâng nung nức, chờ mẹ ban hạnh phúc cho con. Ấm no đầy đủ vẹn toàn, để cho xứng đáng là con mẹ hiền. Con không nghĩ chữ tiền danh lợi, con chỉ lo chỉ sợ mà thôi. Lỡ tay xa bước ngã rồi, con đâu có
sinh cố phẩm linh bà mẹ sanh mẹ độ trần hà tại con, cho con được an nhàn tục thế. Nguyện cúi đầu thề nguyện mẹ cha trần miền miễn tội xin tha cuối, xin cụ phẩm màn bá khoan hồng. Ai đứng giữa hiên gần hoàng màu, khẩn tấu trình lên đến đức trên, hàng ba con quyết đáp đền. Chữ tu giữ vững như đền tâm linh, ngày gian dài thiết định đi bán. Nữ giới nam không dám mê lãng sao, con xin mẹ hãy đợi chờ, chờ con dứt nợ trần nhớ con về, để con được cận kề đầy phước, gần mẹ rồi sung sướng biết bao. Ở trên thượng cấm đại trào, từ lâu con đã ước ao vậy mà. Nam mô vô thượng hư không, địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ. Nam mô A Di Đà Phật. Dòng lễ đổ con ngồi gian dai, lời khấn nguyện ngọc hải đổ tâm, chai vàng nước mắt cõi trần. Ngày nay con nguyện Quán Âm hộ phù, dạy con hiểu chữ tu giải thoát, đời tận cùng màn chót quân ba cuối. Xin Nam Hải Phật Bà cho con trở lại màn ba long đình. Nay con nguyện lời xin giải thoát, suốt cuộc đời tàn tạ tâm thân. Mẹ đưa con xuống phạm trần, bây giờ con phải xả thân vì đời. Bao nhung nhớ tả tơi mùi phân, ở trần miền nghiệp chướng phải căng. Khổ đau cực nhọc cũng làm lòng con cũng chẳng còn ham việc nơi. Mẹ thương con tổ chờ thần thâm, mẹ cho con gặp chánh tìm về. Đời tan chớ hiện chớ mê, xác phàm con bỏ hồn về cõi tiên. Về gặp mẹ thiêng liêng bất tử, con được kề cung nữ mẫu hoàng gấm nhung. Dốc lụa đàng hoàng thoát trần trở lại tiếng than hậu kề. Con đã nguyện đã thề thần thánh, rằng hết lòng xa lắm trần mê, tìm đường ám tử mẫu hoàng lo tìm tình thất an nhàn về sau.
trong giấc ngủ chim mau thay mẫu dáng phạm trần mẹ lậu thiên cơ bao con ai ráng đợi chờ rồi đây sẽ được thầm thơi an nhàn lời mẹ dạy tình mẫu tử như dây tư muối ngày hôm nay mở lối chỉ đường chất chồng bao mối tình thương cũng vì sợ trẻ lầm đường mà thôi đây hình ảnh con coi cho rõ giấc mộng chớ bỏ nghe chưa mẹ là đại đức thượng thừa con thơ chớ có bỏ vừa khổ đau khi tình giấc chim bao nhớ mẫu vào am tường tình sửa tìm phương con về mẹ thương con cần kề lo lắng con nhớ mẹ dạy nắng dầm sương cuộc đời hai bụi muối dưa sẵn tâm tu niệm sớm trưa chuyên cần đưa con đến gần tòa phương đặt đạo rồi sung sướng biết bao con về phải đến đạo trào giữa kệ hoàng mẫu hồng hào cũ Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng con thơ A Di Đà Phật. Trước hương đăng trà hoa lễ chí thành con bái tạ mẫu từ bi vì thương con và hay mới đi xuống trần lời châu ngọc mẹ ân cần dạy biểu tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ dắt con chỉ bến chỉ bờ lo tu chọn đạo đặng nhờ thiên liên này các con quyết tâm chí tình giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu giờ này là tiết âm mô điển thiền mẹ giáng xuống trần đợi con nên con mới biết cung son bờ bên đồng cùng dắt đến trường thi gia trang sắp đặt lễ nghi thanh trà hoa quả lễ bài
dân. Con lớn bé chúc mừng hoàng mầu, cầu phước giữ cho năm Việt cụ ngôi. Giờ này cầu nguyện đã rồi, lại đưa Đức Mẹ phản hồi cung tiên. Tâm thành ấn tống chân kinh, nguyện xin hồi hướng nương nhờ thế gian. Nguyện hộ phước tâm thầm tôn kính, dân chân kinh phủ điển gần xa, để cho ba tấm muôn nhà nghe kinh thức tỉnh mạng ba tu hành. Dương thị Mỹ Châu lòng thành phụng hiên, chữ tâm đồng thuận vợ thuận chồng. Thành tâm ân tống chân kinh, để mà ban pháp trần hoàng cùng nghe. Đò chiều thiền nán một chiếc, lời trần tình chi tiết kiêu gian. Thế gian khắp chốn trần hoàng, ai đây hữu phước hữu duyên lên thuyền. Sát trần giờ ở phương xa, tâm trần cứ mãi ngân nga theo lời. Dù cuối biển chân trời không kể, dốc một lòng vì mẹ con tu, để mà trao sữa thân tâm. Ngày sau đặng phước Tây Phan con về, nay trần thế lập bồi công đức, mẹ xót thương độ trẻ an nhàn, độ cho con thoát tai ương, không còn phiền não trần dương vui dày. Câu tật bệnh buồn vui tiêu hết, cho thân tâm thầm thoát ngang nhàng. Lại cầu với mẹ cùng cha, độ cho chồng vợ dưới trên thuận hòa. Việc làm tất cả thuận xuôi, bao năm tôn kính mẹ già Tây Cung. Vì trần thế màn ba mạc pháp, chốn cùng lầu mẹ hãy xót thương. Minh duyên huệ nhận tình thương, ghi lại của mẹ trần dương tu hiền. Công đức ngay vô biên xa kể, hỏi bạn hiền thức tình tu tâm. Ngày mai trở lại Tây Thành nhà hỏi xúm dày mẹ cha, nào huynh đệ chị em thứ lớp má, hiệp một nhà vui vẻ biết bao. Chớ vì chữ lợi chữ danh, chớ vì cá mãi công danh cõi trần, mãi đua tranh
trong dòng thế tộc, biết bao giờ thoát cảnh tai ương. Mẹ vì hai chữ tình thương cho nên mẹ mãi dân dương cõi trần. Cho con trẻ móc bòn công đức để quân kỳ thức tình con tu. Tây miễu ngọc xài thành bình trưng tay con mẹ thành tâm đông dày họ hò họ nguyện tâm thành hoàng dân tên gọi vợ thời Thị Lan. Đồng chung chồng vợ chị em thì tâm ấn tống bộ kinh màu hoàng, cầu mẹ soi điển vàng mẹ xét cho trần miền con mẹ an nhiên, cầu cho tai nạn tiêu trừ, cầu cho bệnh tật mỏi mòn tháng năm, cầu cho sức khỏe an nhàn, thức tâm tu mẹ sớm hôm tu hiền. Diêu trì thánh mẫu giáng ngự năm non, màn ba chuyển pháp độ con quy hồi. Mẹ già ngự chốn cung diêu chứng lòng con trẻ xài thành ngũ hành điện lớn tâm thành dân lớn. Thi ân ban phước trần miền lũ kinh ghi dấu cho đời tu theo. Phụ xuống cho người hiền ân tống trên kinh. Mỹ châu hữu phúc vợ chồng trên thuận dưới hòa đầu bạc rưng long. Gia đình dưới thảo thuận trên tiền tài phúc lộc mẹ bán con hiền. Chân kinh Phật mẫu lưu truyền khuyên đời tu niệm ghi liền vào đây. Nam mô Diêu Trì Cung Mẫu Hoàng Phật Mẫu Chứng Minh. Nhìn con trẻ vui cười ca hát, mẹ sợ con thất lạc biển đông, làm cho cha mẹ phập